Thường gặp ở các bạn trẻ nhá, là các bạn ấy bị mông lung và không biết là mình muốn cái gì, cũng chẳng biết là mình phải tự học cái gì. Tự học nó luôn luôn là cái việc vạn bất đắc dĩ. Bản thân anh là người không tin vào cái gọi là kỹ năng mềm, nó rất là vô lý. Và cái bẫy lớn nhất của tự học ấy đó là cái cuồng. Tiên để bạn nằm trong top 1%, 5% thì việc chăm chỉ hay là cái việc có phương pháp không là không đủ. Không đủ, không sai hướng ở trong cái việc tự học ấy, lợi bất cập hại. Phải có cái sự tương tác mới có sự tiến bộ ấy, thì không thể nào mà tự học được. Đừng có bao giờ làm những cái việc đấy vì nó rất là buồn cười. Em nghĩ là mỗi người thì sẽ có, thông thường là sẽ có một cái phương pháp để tiếp cận vấn đề tự học. Ví dụ như em chẳng hạn, thì em thì không phải là một người quá là chăm chỉ, quá là thích gọi là mày mò tìm tòi. Thưa em khá thích mày mò tìm tòi, nói không phải thì cũng không đúng, nhưng mà tức là những cái bước đầu tiên của việc học một thứ gì đấy mới ấy, thì em cũng tương đối là lười. Tức là em sẽ hay có thói quen là em muốn tìm một người thầy này, hay là em muốn tìm một chỗ nào đấy để học, và em học những cái thứ cơ bản và thật là chắc những thứ cơ bản, sau đó dựa vào những thứ cơ bản đấy thì em sẽ tiếp tục xây thêm. Bởi vì như thế nó giúp em có cái động lực để em theo đuổi thôi. Thay vì là tự mình phải ngồi mày mò tìm kiếm giữa một biển thông tin nó rất là nhiều. Nhưng đấy là trong trường hợp của em nhé. Thế trong trường hợp của anh thì cái việc tự học của anh ấy có phương pháp gì không? Thực ra cái phương pháp tự học ấy thì của anh thì thường ở đây thì nó dựa trên cái hai phương pháp của hai cái người thầy. Đó là người thầy mà anh chưa gặp mặt họ bao giờ. Thứ nhất đó là chính là giáo sư Richard Feynman, một nhà vật lý học rất là nổi tiếng. Và thứ hai nữa là Scandura, đó là người đưa ra cái phương pháp học có hệ thống. Đấy, thì thực ra cái phương pháp của anh thì nó bản thân anh ấy thì anh tiếp thu từ hai người đấy, và nó được gói gọn ở trong một số cái quy chuẩn. Đấy. Đó là cái việc đầu tiên, ví dụ như là khi mà anh tìm hiểu về bất kể một cái môn gì nhé, thì anh luôn luôn tìm hiểu về cái phương pháp luận và những cái yếu tố nhỏ nhất của nó. Đấy. Tức là ví dụ như là bây giờ đơn giản thôi, là ví dụ như là em học toán chẳng hạn thì em sẽ cần phải biết về số này, biết về dấu này, biết về những cái phép biến đổi đúng không? Đấy. Thì ví dụ như là như anh mà giả sử em học toán chẳng hạn, hoặc bất kể một cái nhánh nào trong toán chẳng hạn, thì anh cũng sẽ bắt đầu bằng những thứ nó rất là cơ bản. Đấy, những cái định danh định nghĩa. Về một trong những cái công cụ mà rất là mạnh của con người ấy, đó là ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ thì nó có cái tính định danh và định nghĩa. Thì khi mà chúng ta định danh, định nghĩa, chúng ta đã xác định được những cái yếu tố đấy rồi. Sau đó chúng ta sẽ xem xét những cái mối quan hệ của những cái đấy. Và sau đó và từ đấy nhá, mới xây dựng cái cơ sở lý thuyết cho mình. Đấy. Tức là ví dụ nha, với cái người mà được thầy dạy chẳng hạn ấy, thì rất nhiều người thầy họ sẽ đưa cho cái học trò của họ ngay cái phương pháp cơ sở lý luận đấy. Tại ví dụ như bản thân anh khi mà anh đào tạo anh cũng thế thôi. Nhưng mà như cá nhân anh chẳng hạn thì thường anh sẽ đi tìm, nó gọi là một cái phương pháp gọi là học từ trăm nhà đấy. Mình xem là với mỗi một cái người nghiên cứu chẳng hạn thì họ có chung những cái điểm gì. Đấy, họ khác nhau những cái điểm gì, và từ đấy thì mình nhặt ra những cái thứ nó phù hợp nhất với mình. Và mình xây dựng nên một cái cơ sở lý luận cũng như là cái phương pháp luận của chính bản thân. Đấy thì đấy nó là cái cách thức mà ví dụ như là Scandura rất là muốn những cái người học cái phương pháp đấy. Học từ những thứ rất là nhỏ, tìm kiếm quy luật của nó và học những cái quy luật lớn hơn. Đấy. Để nói rõ về cái này thì nó sẽ rất là dài, cho nên là chỉ gói gọn đây thôi. Còn đối với Feynman chẳng hạn ấy, thì ông ấy cái cách học của ông ấy lại rất là hay, đó là học thông qua việc dạy. Tức là khi mà anh Feynman có một cái kỹ thuật ấy, kỹ thuật khi mà học bất kể một cái gì đó ấy, thì hãy viết ra như kiểu là mình đang dạy cho một ai đó. Đấy. Và nếu như mà trong cái quá trình viết đấy mà bạn không hiểu chỗ nào ấy thì đọc lại sách. Đấy, cho đến khi hiểu thì thôi. Đấy. Chính vì thế cho nên là ví dụ như là bản thân anh khi mà anh học chẳng hạn ấy, để học được cơ bản anh luôn luôn có sách giáo trình. Anh không thích, rất nhiều trường hợp anh không học được từ thầy mà anh học được nhiều hơn từ sách giáo trình. Đấy, cứ ngồi học sách giáo trình và mình cố gắng làm sao mà mình biến cái kiến thức đấy như kiểu là mình đang dạy cho ai đó. Đấy, thì như vậy là sau một cái quá trình mà cái việc đấy thì nó rất là tốn thời gian, nhưng mà sau một cái quá trình thì thông thường là cái phương pháp lý luận hay là cái cơ sở về mặt lý thuyết của anh nó tương đối vững ở trong một cái lĩnh vực nào đó mà anh muốn học. Đấy, thì thông thường thì cái cách tự học của anh nó như vậy. Vậy thì tức là khi mà mình bắt đầu thì anh nghĩ là mình sẽ phải có sách giáo khoa, có giáo đúng trình. Rồi, phải có giáo trình, phải có sách giáo khoa. Đấy, phải có những cái tài liệu nó mang tính chính thống. Đấy, thì lúc đấy mình mới có thể nắm được những cái nó mang tính chính thống của cái ngành đấy hoặc là cái môn học đấy. Đấy. Thì khi mà làm như thế thì bởi vì chúng ta bắt đầu bất kể một cái môn học nào ấy, chúng ta phải hiểu được cái cơ sở lý luận của cái môn học đấy. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể đối chiếu được.
Không thể đối chiếu được, nó là một cái việc cực kỳ nguy hiểm ở trong cái vấn đề tự học. Em thì nói sao nhỉ, tức là cái phương pháp tự học cái của em có lẽ là hơi khác một tí, nên em cũng muốn chia sẻ một tí để xem là thực ra thì cái quan điểm của anh là như nào. Bởi vì thực ra em thì không phải là người mà quá đặt nặng câu chuyện, ví dụ như em sẽ không start và học mọi thứ bằng giáo trình hay gì đó. Vì đối với em sẽ cảm thấy là nó có vẻ là nó, mặc dù nó rất là chắc chắn, nhưng mà có cái gì đó cảm giác nó hơi khô khan, và có một cái gì đó cảm giác nó hơi gọi là căng thẳng để có thể học được. Thì với em ấy, thì thông thường cái cách của em tự học nó sẽ là ok, em biết về một vấn đề nào đấy em muốn thực sự muốn quan tâm, thì em sẽ tìm hiểu thông qua các cái nguồn nhất định. Tất cả các nguồn em có thể làm được, có thể tìm hiểu được. Và em học được rất nhiều từ cái việc mà thực sự là bắt tay vào và làm một cái gì đấy. Tức là ở đây làm là chúng ta phải nghĩ về chuyện làm ở đây là làm một cách thực sự nhá. Tức là mình chú tâm 100% vào câu chuyện làm để nhận, sau đó thì nhận những cái phản hồi hay nhận những cái kết quả mình thu nhận được, sau đó lại phân tích ngược lại và quay trở lại so sánh với lý thuyết, so sánh với những thứ mà mình có thể tìm kiếm được để tìm ra câu hỏi. Thì với em thì đấy từ xưa đến nay nó vốn là cách mà em học. Và anh em mình làm với nhau thì Spy Room thì cũng làm phần digital, thì anh cũng biết là trước thì em cũng học từ anh rất là nhiều. Thì đấy cũng là một cách thứ hai của em khi học. Tức là em sẽ tìm những người mà giỏi hơn mình ở một lĩnh vực cụ thể nhất định nào đấy, và em làm việc cùng với người ta, hoặc là em học từ người ta một cách gọi là gián tiếp. Thế thì tất nhiên là với em thì cách học đấy em nhận ra có một thứ nó sẽ hơi nhược điểm. Nghĩa là ở lỡ chẳng may tôi gặp một ông nào đấy, một người thầy nào đấy không thực sự tốt, thì có thể tôi sẽ lạc lối, đúng không? Gặp những vấn đề mà tôi cũng không biết để giải quyết như nào. Nhưng ngược lại thì nếu mà mình lựa chọn được tốt thì em nghĩ là nó là một cái cách thức mà tiết kiệm cho mình cực kỳ nhiều thời gian. Bởi vì có một thứ mà em nhận thấy khi tự học nhé, là nếu mà bạn chưa đủ giỏi thì bạn cảm thấy không có hứng. Đúng rồi. Thực sự là như vậy. Thực sự là nếu mà làm một cái gì đấy mà không đủ giỏi thì thường là em sẽ mất hứng và em sẽ cảm thấy là thôi thì không có động lực nhiều hơn nữa. Thà không làm tập trung vào những thứ khác. Thế thì ở trong cái trường hợp của anh đi, thì cái phương pháp tự học của anh em nghĩ là nó khá là thú vị, và nó là một cái phương pháp mà nó có thể áp dụng được nếu mà bạn có đủ cái sự kiên trì và sự nỗ lực. Nhưng mà anh nghĩ thế nào về phương pháp của em? Phương pháp của em liệu nó có phải là một cái gì đấy gọi là đối với anh gọi là dị giáo hay là gì đấy không? Tức là không phải, rồi không phải nói là dị giáo thì không đúng đâu. Nhưng mà thực ra thì vấn đề đó là cái cách thức mà sử dụng cái trí tuệ của tập thể ấy, nó luôn là một trong những đòn bẩy rất là tốt để mình có thể tiếp thu kiến thức. Đấy. Nhưng mà như em vừa nói đấy, tức là có những cái vấn đề ở trong cái trí tuệ tập thể đấy, tức là nếu giả sử như mà mình vào một cái tập thể mà nó không ra gì chẳng hạn thì rất khả năng cao, rất là cao là mình sẽ thành công người không ra gì. Đấy. Và lúc đấy thì nó lại quay trở về việc là những cái lúc đấy thì mình, tức là có những người nhá, họ có khả năng họ đôi khi là trực giác của họ thôi. Họ nhận ra những ai mới là những đâu mới là những người mà thực sự đem lại kiến thức cho mình ấy. Mà đâu là những người mà chỉ gọi là khua môi múa mép rồi bốc phét các thứ ấy. Thì cái đấy thì nó đến từ hai thứ, thông thường thì một là nó đến từ kinh nghiệm. Đấy. Và cái thứ hai nó đến từ trực giác. Thì anh thì không phải là người thông minh. Đấy. Anh nói nghiêm túc, anh không phải là người thông minh. Chính vì thế cho nên là cái việc mà anh học từ người khác ấy, nó bị hạn chế, là bởi vì là đôi khi anh không, lúc còn anh còn rất là trẻ ấy, thì anh không đánh giá được nó là những cái mà họ dạy cho mình nó có tốt hay không. Đấy. Nó có tốt hay không. Và chính vì thế cho nên là tại anh có học, nhưng anh có học từ người khác rất là nhiều chứ, nhưng mà có rất nhiều cái là anh học sai. Đấy. Và lúc đấy thì anh lại nhận ra một điều rằng ấy, nếu giả sử như mà mình không có một cái cơ sở, tức là không có một cái phương pháp luận của chính bản thân mình ấy, hoặc là cái phương pháp luận đấy của mình nó bị lỏng lẻo, nó bị yếu ấy, thì việc mình so sánh đối chiếu rất là khó, và đôi khi là mình rất là dễ bị lạc hướng. Mình rất là dễ bị lạc hướng. Thì anh nghĩ rằng là hai cái phương pháp của anh hay là của Việt Anh chẳng hạn ấy, thì nó là hai thứ bổ sung lẫn nhau thôi. Đấy, và ở trong những cái trường hợp nhất định ấy, thì nó sẽ phát huy được những cái hiệu quả, nó sẽ mang lại được những cái hiệu quả nhất định. Đấy, tức là không phải có cái nào hơn cái nào cả, mà thực ra nếu như mà một người tự học thì theo anh nghĩ là nên biết cách kết hợp cả hai cái đấy. Chỉ có vấn đề là ví dụ trong từng cái thời gian một thì cái phần trăm của nó khác nhau. Đúng. Như nào đó. Đấy, phần trăm khác nhau nó ra thì anh biết. Về anh, ví dụ về anh tập võ chẳng hạn, hay về anh học hát chẳng hạn, đều là học những cái thứ rất là cơ bản đấy chứ. Đấy, rất rất là cơ bản đấy, phải mang cái tính rất là
từ nền móng rất là vững chắc thì lúc đấy mình mới có thể xây lên được một cái gì thì xây chứ. Chứ còn bản thân anh cũng như thế thôi. Đấy, chỉ có điều là ví dụ như là cái cách thức tiếp cận về cái kiến thức cơ bản đấy thì đôi khi của mỗi người nó khác nhau. Đấy, vâng. Cách thức tiếp cận khác nhau đấy. Em nghĩ là anh em mình giống nhau ở quan điểm là đối với em thì hay đối với anh luôn thì cái câu chuyện tự học nó cần phải được xây dựng từ những thứ cơ bản nhất, căn bản nhất. Và đôi khi là mình phải dành rất nhiều thời gian cho cái sự căn bản đấy. Ừ. Đến khi mà mình nhuần nhuyễn rồi, sau đó thì mình thích nào thì như thế. Thì trong trường hợp của em nó là như vậy, tức là em muốn làm sao để rút ngắn thời gian nhanh nhất có thể. Ừ. Thay vì tìm kiếm thì em sẽ tìm thầy, tìm bạn hay tìm những người mà có thể đồng hành làm cùng với mình. Ừ. Thì khi mà như vậy thì rõ ràng là em rút ngắn được quãng thời gian để em tiếp thu những thứ cơ bản và em biết là như thế nào là đúng về mặt cơ bản. Sau đó thì khi mà em đã có đầy đủ thứ cơ bản đấy rồi thì em mới bắt đầu gọi là tìm cách móc nối kết hợp làm sao đấy để nó phát triển hơn nữa. Thì em thấy là cái đấy có vẻ như là anh em mình cũng tương đối là giống nhau. Nhưng mà có thể là cái cách tiếp cận của mình nó hơi khác nhau một tí do em nghĩ là do cái thiên hướng của con người thôi. Anh thì là một người rõ ràng là em nghĩ là anh là một người rất là kiên trì là một này. Về thứ hai là một người cũng rất là quyết tâm trong cái câu chuyện là đại khái là anh kiểm soát bản thân và những mục tiêu của bản thân rất là tốt. Còn em thì ngược lại thì em nghĩ em là một người mà có cái thiên hướng mà học được rất nhiều từ những người khác, học được rất nhiều thứ và khơi gợi được cái sự chia sẻ, dạy dỗ của người khác. Ví dụ như em học được rất nhiều thứ từ anh thì có thể là cái hình thức đấy nó lại phù hợp với em. Đúng rồi, với cả thực ra nó còn cái đấy nhiều khi liên quan đến tính cách nữa. Ừ. Đấy. Ví dụ như bản thân anh khi mà anh ngồi học chẳng hạn anh rất ghét có người xung quanh. Ừ. Anh là người chỉ có thể học được tốt nhất khi mà ở một mình. Đấy. Anh rất là thích học khi mà ở một mình và chỉ có thể tập trung nhất khi mà ở một mình. Ừ. Đấy, ví dụ như là ngay ở trong công ty anh rồi mỗi khi mà lần mà anh làm một cái gì đó mà anh cần sự tập trung chẳng hạn ấy, là thường anh kéo cái bảng anh che cái bảng của mình đi. Ừ. Mọi người biết là thôi đừng động vào ông này, lúc ông ấy đang cốt hoặc ông ấy đang ngồi ông ấy viết cái gì đó chẳng hạn mà ông rất cần tập trung chẳng hạn nên đừng động vào ông ấy. Thì thực ra đấy nó là cái thiên hướng của anh thôi. Anh thích khi mà mình tiếp thu kiến thức hoặc là mình làm một cái gì đó chẳng hạn ấy, thì mình làm một mình. Đấy. Còn quá trình sau đó mà mình chia sẻ thì mình chia sẻ với người khác. Đấy, nó hai cái quá trình nó tách biệt nhau. Đấy, còn ví dụ như là đối với cả em chẳng hạn thì đôi khi là em thích học từ cái việc em chỉ có thể tiếp thu được khi mà em có thể có tiếp thu được kiến thức từ người khác. Đấy, thì nó chỉ khác nhau về cái mặt tiếp cận thôi. Chứ anh nghĩ về mặt bản chất thì nó giống nhau thôi. Nó đều giống nhau thôi. Nếu bây giờ có một bạn trẻ bạn đến và thực sự bạn đang hoang mang. Ừ. Bạn muốn hỏi anh là bây giờ em không biết em muốn học cái gì hay là em cảm giác không có động lực gì. Em nghĩ đây là một vấn đề rất là thường gặp ở các bạn trẻ nhá, là các bạn ấy bị mông lung và không biết là mình muốn cái gì. Nên cũng chẳng biết là mình phải tự học cái gì. Mình không có một cái động lực gì cả. Thế thì đâu sẽ là lời khuyên của anh cho bạn ấy, bởi vì em sau khi nói chuyện với anh thì em nhận thấy là anh là một người rất có phương pháp, đúng không? Và anh có một cái lộ trình. Thế thì nếu mà một bạn trẻ tiếp cận anh như vậy, hỏi anh một cái như thế thì anh sẽ vạch ra cái lộ trình nào cho bạn ấy? Cái này ấy thì thực ra ấy còn bởi vì anh là người có phương pháp ấy, cho nên là cái việc đầu tiên mà trước khi mà anh đưa cái phương pháp đấy phải xem xét cái điều kiện của người ta đã. Nó giống như bài toán ấy, bài toán mà em sẽ không xác định điều kiện ấy thì đôi khi cái quả của em không có ý nghĩa. Đấy. Thì em sẽ phải xác định những cái điều kiện để cho một người trẻ đang lạc hướng mà có thể gọi là có được cái động lực tự học. Cái điều kiện đầu tiên ấy mà anh nghĩ là bất kể ai cũng nên nhìn vào ấy, đó là cái điều kiện về kinh tế. Cái điều kiện về kinh tế. Có một cái rất là buồn cười ấy, đó là khi mà anh còn trẻ anh cũng nghĩ rằng cái việc gọi là mình tự học ấy và mình tự tìm hiểu mọi thứ mà không cần phải qua trường lớp, không cần phải đầu tư kinh tế vào ấy là mình có thể làm được. Và mình chỉ làm những cái mình thích thôi. Đấy. Nhiều khi là mình bỏ qua cái yếu tố kinh tế đấy. Nhưng mà thực ra đó là một cái quan điểm mà theo anh là rất là sai lầm đấy. Kinh tế nó là một loại đầu tư. Và thực ra kinh tế nó là một trong những cái thứ mà giúp cho mình, trong rất nhiều trường hợp giúp cho mình đạt được kiến thức một cách nó nhanh mà nó lại còn đúng cơ. Đấy. Thì đó là, về mặt nguyên tắc nhá. Về mặt nguyên tắc ấy, thì nếu như mà nói về kiến thức ấy, thì có rất nhiều cái cách để tiếp cận nó. Và có rất nhiều người thì họ sẽ tiếp cận theo cái kiểu họ sẽ mong muốn rằng là kiến thức đều phải được miễn phí cho tất cả mọi người hay thế này thế nọ. Nhưng mà anh lại là người không phải là người, anh là người thực tế, anh không tin vào cái việc đấy. Đấy. Và anh thì anh cái qua cái thực tế làm việc của anh thì anh thấy là những kiến thức tốt nhất đấy luôn phải bỏ tiền ra thì mới học được.
Đúng. Đấy, luôn phải học, bỏ tiền ra mới học được. Bởi vì kiến thức sao à, kiến thức về khoa học thì không nói làm gì, bởi vì kiến thức khoa học thì thực ra là cái kiến thức mà nó mang tính nó hàn lâm thì thực ra cũng chả nhiều người có thể hiểu được. Nhưng mà những cái kiến thức liên quan đến công việc chẳng hạn ấy, những kiến thức liên quan đến đến những cái ngành mà nó mang tính ứng dụng cao chẳng hạn ấy, thì thực ra là những kiến thức này, kiến thức rất là đắt tiền. Đấy. Và nếu như mà em không có tiền ấy, thì em chỉ có thể học được những cái nó mang tính giờ ông giờ thằng và nửa nạc nửa mỡ thôi. Đấy. Và rất là khó có thể gọi là đạt được một cái mức độ giỏi ở trong cái ngành đấy. Chính vì thế cho nên là đối với cả bất kể một cái bạn trẻ nào chẳng hạn ấy, thì anh là người rất là không thích cái câu là hãy làm việc vì đam mê. Nếu như mà đam mê đấy mà không đem lại cho ta một cái giá trị kinh tế thì thường thường cái đam mê đấy trong rất nhiều trường hợp nó sẽ giết chết chính bản thân mình, và thậm chí nó giết chết luôn những cái ước mơ mà mình mong muốn mình đạt được ấy. Mình phải có kinh tế chứ. Sao bình thường cái đoạn này anh lại nhìn em thì anh không có ý gì cả. anh nhìn em hơi anh tiếp tục đi ạ. Thì nếu như bạn ấy muốn tức là muốn nếu như trong một cái trường hợp rất cụ thể mà một bạn nào đó mà tìm đến anh chẳng hạn mà hỏi rằng là bây giờ em muốn tự học làm sao ấy, thì cái lời khuyên đầu tiên của anh ấy đó là em hãy làm một công việc nào đó cho em một cái mức thu nhập ổn định. Đấy. Em hãy để dành 40% cái mức thu nhập đấy đầu tư vào việc học. Và học một cái gì đó ra tấm ra món nhá. Ra tấm ra món trong khoảng tầm ít nhất là 2 năm. Đấy, và sau đó thì em muốn làm gì với kiến thức đấy của em thì em làm. Đấy, nhưng mà em phải có được một cái vòng lặp như thế. Đấy, em phải có đủ cái khả năng về kinh tế. Đấy, và sau đó thì em dùng cái kinh tế đấy để em bồi đắp tri thức cho mình. Đấy. Còn sau khi mà em bồi đắp tri thức cho mình rồi, mà thậm chí là nếu mà cái tri thức đấy nó lại phù hợp với cả cái định hướng của em, lúc ấy em chuyển ngành nó có muộn đâu. Đấy. Thì anh nói cái này thì nó đến từ thực tế, nó là từ một người, nó đến từ ngay từ cá nhân anh thôi. Mà. Gia đình anh là gia đình rất là nghèo. Đấy. Nhưng mà anh lại là thằng đi bỏ học đại học, đi gọi đi phụ lòng bố mẹ, gọi là vứt tiền của bố mẹ đi để ra ngoài làm những cái mình thích đấy. Nhưng mà sau đó thì anh không xin đồng nào cả. Đấy. Anh muốn làm về một cái ngành nào ấy thì anh đi làm. Anh dành cái tiền đấy, anh đi làm một công việc mà đôi khi anh không thích một tí nào luôn. Đã có những cái thời gian mà anh còn phải đi chở hàng hộ ấy. Đấy, chỉ gọi là để cũng lâu phết đấy, thì để dành cái thời gian này mình tích lũy cái kiến thức của mình ấy. Thì đấy nó là những cái mà mình nếu như mình thực sự mà mình muốn trau dồi kiến thức thì mình phải bỏ ra được một cái khoản thời gian cũng như là kinh tế để đầu tư cho cái việc đấy. Đấy, thì lúc đấy thì cái việc học nó mới, hay là tự học nó mới hiệu quả được. Đấy, nó mới hiệu quả được. Cái em tự học thì em cũng phải mua những khóa học trên mạng chứ. Những khóa học mà nó free ấy, thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là thường là chất lượng nó không cao, và thứ hai là vì mình không đánh đổi cái gì cả. Đúng. Cho nên là mình hay nghĩ là bao giờ học cho được, bao giờ học cũng được, xong rồi cái bao giờ đấy đôi khi ngoài đi ngoài lại nó mất 5-6 năm rồi. Vâng. Mất 5-6 năm rồi. Nên là nếu như mà có một bạn trẻ nào đó mà tìm đến anh thì lời khuyên của anh là như vậy. Đấy. Và đặc biệt là nếu như mà với những cái bạn sinh viên mà mới ra trường và nhiều hoài bão ấy, thì anh lại càng đưa lời khuyên như vậy. Đấy, còn nghe không thì nó là việc của người ta mà. Mình đưa ra lời khuyên thôi, chứ còn nghe không thì là việc của họ. Đấy, còn nếu mà nghe mà cảm thấy sau này mà tốt hơn thì tốt thôi, còn nếu như mà không thì cùng lắm anh nhận ăn chửi có gì đâu. Không vấn đề gì đâu. Vâng. Em nghĩ là cái đấy em rất là thích cái câu trả lời đấy, tại vì nó rất là rõ ràng ấy, nó cụ thể, và em nghĩ là có thể thực hiện ngay được. Thực sự một lời khuyên tốt là một lời khuyên mà nó có một cái gì đấy mà đọng lại để người ta có thể thực hiện được ngay ấy. Thì ngày trước em viết một bài trên Spyroom ấy, bài đấy tên là Tiền ở đâu đầu ở đó đấy. Tức là em cũng quan điểm giống hệt. Nghĩa là khi em muốn học một cái gì đấy thì em sẽ bỏ tiền vào đấy. Và khi mà bạn có một cái động lực của chuyện là mất tiền thì rõ ràng là bạn sẽ có động lực để làm hơn. Ví dụ như kể cả chuyện em đi học như em có chia sẻ từ đầu ấy, bỏ tiền ra đi học. Thì bởi vì em đã bỏ tiền rồi cho nên em thực sự nghiêm túc hơn ở cái việc là mình phải tiếp thu và phải tiến bộ. Hơn là ví dụ như mình đấy đi lên học online rồi mua mấy khóa, hoặc là kiểu cứ đăng ký mấy khóa random, nhận mấy quyển sách ebook miễn phí. Tức mình không bao giờ đọc, hay là mình không bao giờ thực sự kiểu được một hai hôm thôi. Em thường là em thấy là cái xu hướng chung nó là như thế. Khi mà động lực của mình không đủ mạnh ấy, thì mình không bao giờ có thể kết thúc những cái mình đã bắt đầu cả. Đấy.
mình phải, tức là kiểu con điểm của anh nó đôi khi đến đến cái thời điểm này khi mà xong rất là nhiều năm, rất nhiều thì không hẳn, nhưng cũng mười mấy năm đi làm rồi, thì anh chỉ nhận ra một điều ấy, đó là mình sẽ phải kết thúc những cái mình đã bắt đầu. Đấy. Và cái đấy thì đặc biệt quan trọng với việc học. Đấy. Đã bắt đầu học cái gì ấy thì nên học cái tử tế và học với nơi đến chốn và phải đạt được cái thành tựu trong đấy. Đấy. Là ví dụ như là đến bây giờ, tức là đến thậm chí đến bây giờ nhá, anh vẫn ngồi anh học những cái khóa liên quan đến toán chẳng hạn, anh học là anh phải lấy được cái chứng chỉ của nó, anh phải thi được cái bài thi của nó đúng cái số điểm mà anh mong muốn, thì lúc đấy anh mới cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Đấy. Chứ còn không phải là chỉ ngồi xong rồi là chém gió xong rồi là viết mấy cái bài lên spy room như vậy thì nó không ổn lắm. Anh lại nhìn em hơi hơi kích. Anh không nói. Anh chỉ nói là ví dụ như thế thôi. Thực sự là em nghĩ là buổi hôm nay là buổi nói chuyện về tự học, nhưng mà em cảm thấy là anh hình như là không muốn nói về tự học. Anh nhìn em với những cái ánh nhìn, những cái câu nói khá là người nói thì vô tình nhưng người nghe thì hiểu ý mà. Đấy. Anh chỉ nói thế thôi, còn ai hiểu nào là việc của người họ, của họ chứ, không việc của anh đâu. Vâng, em hiểu. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá.